Hello, xin chào các bạn. Đây là clip thứ 22 của mình. Và ngày hôm nay thì mình xin phép được nói về một cái chủ đề mà nó không liên quan lắm đến chuỗi series mà kiến thức A1 mà mình đã nói. Đó chính là phần thi viết của bài thi A2 Greater Certificate A2 của Viện Greater. Tại sao lại có cái clip này? Là bởi vì một số bạn đã inbox và đã nhờ mình hướng dẫn giúp phần thi A2. Thực ra thì mình không có muốn ngừng cái phần A1 của mình giữa trường như vậy để làm phần A2 này, nhưng mà do có vẻ các bạn cần quá nên các bạn đã inbox rất là nhiều lần. Vì thế mà mình xin phép để làm cái clip này ngày hôm nay, hy vọng là sẽ giúp đỡ các bạn phần nào trong cái việc các bạn thi cái thi A2 sắp tới. Ok, trước tiên thì mình sẽ nói về cái cấu tạo của bài thi. Mà mình cũng nói rõ là trong cái clip này thì mình chỉ nói về phần thi viết thôi. Phần thứ nhất là mình nói về cấu tạo của bài thi. Phần thứ hai thì mình sẽ có hướng dẫn một số cái mẫu câu cách viết để các bạn có thể hoàn thành cái phần thi này tốt nhất. Tuy nhiên thì do cái thời lượng nên chúng ta chỉ có thể làm việc dựa trên một cái ví dụ mà không thể nào mà bao quát tất cả mọi cái trường hợp được. Thực ra để bao quát hết mọi trường hợp thì rất khó và các bạn phải tích lũy kiến thức trong suốt cả quá trình học. Vì thế mà trong clip này chúng ta sẽ cùng làm việc dựa trên một cái ví dụ, đó chính là đề thi mẫu được phát hành trên mạng của Viện Greater toàn cầu. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cấu tạo của đề thi. Đối với kỳ thi Greater Certificate A2 thể mới, tức là được áp dụng từ năm 2016, thì bài viết cũng có hai phần và các bạn phải hoàn thành hai phần này trong vòng 30 phút. Phần thứ nhất là các bạn viết một cái SMS, tức là một cái tin nhắn trên điện thoại di động. Và cái đối tượng mà các bạn viết đến là bạn bè của bạn hoặc là một người quen tương đối tốt. Vì thế mà trong phần 1 này chúng ta sẽ sử dụng Word để viết bài. Phần thứ hai là các bạn sẽ viết một cái email cho một người mà các bạn không quen biết rõ lắm. Và như vậy thì có nghĩa là các bạn sẽ phải viết thư này theo ngôi gì. Các bạn chú ý nhé, phần 1 thì chúng ta sẽ viết thư theo ngôi do và phần 2 thì chúng ta sẽ viết theo ngôi gì. Rồi, các bạn sẽ thấy trên bức ảnh nhỏ trên màn hình, đó là cái phần đề thi mà mình đã trích ra từ màn hình. Trong bài này thì đề bài của chúng ta là bạn đang đi trên đường và bạn phải gửi một cái tin nhắn đến người bạn của bạn tên là Ekaterini. Và nội dung yêu cầu thứ nhất là bạn phải xin lỗi, Entschuldigung, das ist spät gekommen, xin lỗi vì bạn đến trễ. Nội dung thứ hai, schreiben Sie warum, hãy viết là tại sao. Và nội dung thứ ba, nennen Sie einen neuen Ort und eine neue Uhrzeit für das nächste Treffen, là hãy nêu ra một cái thời gian và cái điểm hẹn cho cái cuộc gặp tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể là trong cái ví dụ này thì các bạn có thể viết như thế nào. Và bây giờ các bạn theo dõi cái phần viết của mình nhé. Và để cho dễ dàng thì mình đã viết ra một cái quyển sổ của mình để cho các bạn có thể nhìn dễ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1 nhé. Rồi để mở đầu phần 1 thì các bạn sẽ bắt đầu thư là Hallo hoặc là Lieber hoặc là Dieber. Dieber hay là Dieber tùy thuộc vào người nhận là nam hoặc nữ. Còn đối với hello thì các bạn không cần phân biệt là nam nữ gì cả. Chính vì thế mà các bạn cũng nên sử dụng hello để cho các bạn đỡ bị phạm lỗi sai. Ví dụ như là cái thư người ta yêu cầu viết đến một cái tên nữ nhưng các bạn lại không biết là nam hay nữ thì lúc đấy các bạn sẽ bị lúng túng. Nhưng mà hello thì đảm bảo là các bạn sẽ không bao giờ phải lăn tăn về vấn đề là đấy là nam hay nữ, bởi vì liber là đuôi e dành cho nữ và libra là đuôi el dành cho nam, nó dựa theo nguyên tắc chia đuôi tính từ. Vậy là thư của chúng ta sẽ bắt đầu với Hallo Itakirini. Tiếp theo các bạn sẽ đến ngay punkt 1, tức là cái yêu cầu nội dung số 1 của đề bài. Và ở đây cụ thể là Entschuldigen Sie sich, dass Sie zu spät kommen. Bạn hãy xin lỗi là vì bạn sẽ đến trễ. Thì để xin lỗi thì các bạn có thể nói là Entschuldigung. Ich komme spät.
hoặc là các bạn sử dụng tut mir leid, ich kann nicht pünktlich kommen, hoặc là tut mir leid, ich komme spät, đều được hết. Quan trọng ở đây yêu cầu là entschuldigen Sie, entschuldigen Sie sich, thì các bạn sẽ sử dụng là entschuldigung hoặc là tut mir leid. Như vậy là các bạn đã viết xong điểm thứ nhất mà đề bài yêu cầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang điểm thứ hai là các bạn phải giải thích lý do vì sao các bạn đến trễ. Schreiben Sie warum. Để trả lời cho câu hỏi warum thì chúng ta cũng biết là chúng ta học có liên từ weil trong chương trình A2. Và khi các bạn sử dụng weil thì các bạn sẽ sử dụng một cái Nebensatz, tức là câu phụ. Và câu phụ thì động từ phải đứng ở cuối câu. Các bạn thấy ở đây là mình đã đánh dấu những cái động từ ở cuối câu với cái bút highlight để cho các bạn có thể thấy rõ và nhớ được là vị trí của động từ phải ở cuối câu để tránh phạm lỗi khi mà các bạn viết. Và ngoài ra thì mình cũng nêu ra một số cái lý do để cho các bạn có thể tham khảo. Weil ich im Stau bin, vì tôi đang bị kẹt xe. Weil ich länger arbeiten musste, vì tôi phải làm việc lâu hơn, tức là lâu hơn dự kiến. Weil ich den Bus oder die U-Bahn verpasst habe, bởi vì tôi đã bị lỡ mất cái chuyến xe buýt hoặc là chuyến U-Bahn, tức là tàu điện ngầm. Thì ở Việt Nam chúng ta không có thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng thì mình không có hay để ý đến những cái lý do này. Nhưng mà ví dụ như ở Đức mà các bạn chỉ cần đi trễ một phút thôi mà các bạn trễ mất cái bus thì coi như là các bạn sẽ đến trễ là cái chắc rồi. Hoặc là các bạn có thể nói là weil die Besprechung länger gedauert hat, bởi vì cái cuộc họp đã kéo dài hơn so với dự kiến. Weil ich beim Arzt zu lange warten musste, bởi vì tôi phải đợi ở chỗ bác sĩ lâu quá, lâu hơn là tôi nghĩ. Thì đây là những cái lý do mà mình gợi ý để các bạn có thể tham khảo. Tất nhiên là các bạn có thể nghĩ ra rất nhiều lý do khác nhau nữa, phụ thuộc vào là cái ý tưởng của các bạn như thế nào. Và đến đây thì chúng ta đã viết xong cái Punkt 2, tức là cái điểm nội dung thứ hai mà đề bài yêu cầu rồi. Punkt 3, tức là điểm số 3 ở trong bài này, cụ thể người ta nói là Nennen Sie einen neuen Ort und eine neue Uhrzeit für das Treffen. Tức là bạn nêu ra một cái điểm gặp mới và một cái thời gian mới cho cái cuộc gặp này. Thì nó cũng tương đương với cái câu là Schlagen Sie vor, tức là hãy đề nghị một cái gì đó. Thì mình cũng nói luôn là nếu như đề bài là đề nghị thì các bạn có thể sử dụng cấu trúc là können hoặc là könnten để mà gợi ý. Könnten là dạng Konjunktiv 2, tức là dạng giả định của động từ können, và nó có một cái chức năng là khi mà các bạn muốn nói một cái gì đó một cách lịch sự thì các bạn có thể sử dụng động từ này. Ví dụ như cụ thể ở trong này là gợi ý cái địa điểm và cái thời gian gặp mặt mới, cho nên là mình sẽ sử dụng cái mẫu câu là können wir uns treffen, hoặc là könnten wir uns treffen. Cái chỗ chấm 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 là cái thời gian và cái địa điểm thì mình sẽ hướng dẫn ở phía dưới tiếp theo. Các bạn cũng có thể sử dụng mẫu câu là treffen wir uns dann, có nghĩa là thế thì chúng ta sẽ gặp nhau chấm chấm chấm, tức là vào khoảng mấy giờ và ở chỗ nào. Rồi bây giờ các bạn có thể có những cái cách hẹn như sau, ví dụ như là in 30 Minuten in Café Einstein, 30 phút nữa ở cà phê Einstein nhé. Hoặc là cụ thể hơn là vào giờ 15:30 vor dem Kaufhaus Nemo. Rồi bây giờ mình sẽ nêu ra cho các bạn một số cái gợi ý để mà các bạn có thể sử dụng khi mà nói về một cái địa điểm hoặc một cái thời gian gặp mới, chúng ta có thể có những cái cách như thế nào. Ví dụ như ở đây mình dùng là in 30 Minuten in Café Einstein, 30 phút nữa ở cà phê Einstein nhé. Và các bạn chú ý là các bạn nên càng cụ thể càng tốt. Ví dụ ở đây mình đều đưa ra tên hết Café Einstein hoặc là Kaufhaus Nemo. Bởi vì là bây giờ các bạn hình dung thì nếu các bạn hẹn thì các bạn cần một cái địa điểm chính xác đúng không nào? Thì cái việc viết thư ở đây cũng thế, mặc dù nó là cái đề thi thôi nhưng mà các bạn càng phải hiện thực hóa nó thì càng tốt. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể có những cái điểm hẹn, ví dụ như là vor dem Bahnhof, vor der Buchhandlung ABC oder an der Bushaltestelle X. Như vậy là các bạn đã xong được cái phần thứ ba, cái Punkt 3, tức là cái điểm nội dung thứ ba. Nếu mà viết thành câu thì mình sẽ viết là như thế nào nhỉ? Können wir uns in 30 Minuten im Café Einstein treffen?
hoặc là treffen wir uns dann um 15:30 Uhr vor dem Kaufhaus Nemo. Và thế là xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần kết thúc thư, gọi là phần Schluss. Thì các bạn có thể có những cái cách Schluss như sau, tức là cách kết thúc như sau. Bis später, hẹn gặp sau nha. Bis dann, hẹn gặp tới cái thời điểm đó nha. Bis gleich, hẹn gặp ngay sắp sửa đây nha. Bis nachher, gặp sau nha. Thì người Đức thường hay sử dụng những cái cụm từ này để kết thúc cái SMS của mình. Và cuối cùng thì các bạn có thể viết thêm dòng là Liebe Grüße và ký tên của mình. Ở đây là viết tên ra chứ không phải là ký cái chữ ký lòng hoàng giống như của người Việt đâu nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái ví dụ mà mình đã viết hoàn chỉnh. Ok, đây là ví dụ mà mình đã viết hoàn chỉnh cho cái time ice này. Hallo Ekaterin, Entschuldigung, ich komme spät, weil ich länger arbeiten musste. Ich habe morgen eine wichtige Besprechung. Könnten wir uns in 30 Minuten im Café Einstein treffen? Schreib mir. Bis dann, liebe Grüße, Dương. Thì trong bài này mình viết tất cả là 34 từ và cái đề bài người ta yêu cầu là viết từ 20 đến 30 từ. Các bạn có vượt qua một số cũng không có sao. Hoặc là nếu như các bạn có thể viết cái bức thư này ngắn hơn bằng cách các bạn bỏ cái câu là Ich habe morgen eine wichtige Besprechung. Ở đây là 6 chữ thì bài này sẽ còn lại 28 từ, thì hoàn toàn đạt yêu cầu của đề bài là từ 20 đến 30 từ. Đây được gọi là một cái SMS. Thực ra thì trên thực tế người Đức người ta sẽ viết SMS ngắn gọn hơn, nhưng mà đây là bài thi cho nên là chúng ta sử dụng văn phong là SMS, tức là ngắn gọn, nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo những cái yếu tố của bài thi như là phần mở đầu này và phần kết thúc, lời chào vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai là phần các bạn phải viết một cái email cho một người mà các bạn không có quen biết rõ lắm. Không biết quen biết rõ ở đây ví dụ như là sếp của bạn, tức là các bạn chỉ quan hệ trên bình diện là công việc thôi, còn người ta không có biết rõ về đời tư của bạn chẳng hạn. Thì người Đức người ta phân biệt rất là rõ những cái mối quan hệ, ví dụ như đồng nghiệp có khi hàng bao nhiêu năm nhưng mà cũng không hề biết là bạn đã có con như thế nào hay là bạn có bao nhiêu người yêu vân vân. Tức là đời sống cá nhân và đời sống công việc được người Đức phân biệt rất là rõ ràng. Vì thế mà trong cái bài thứ hai này người ta cũng có nói rõ là bạn viết cho một cái người mà bạn không có quen biết rõ là ý như vậy. Ví dụ như trong cái đề mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình ấy, là các bạn sẽ viết thư cho sếp của bạn là ông Lehmann và ông này mời các bạn đến dự sinh nhật. Sau đó thì nó cũng có ba cái punkt mà các bạn phải viết về ba cái điểm đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách viết một cái email này như thế nào. Đề bài yêu cầu các bạn viết từ 30 đến 40 từ, cho nên là nó cũng không có dài lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là đối với một cái email thì chúng ta có thể bắt đầu như thế nào nhé. Teil 2, eine E-Mail schreiben. Thì các bạn có thể bắt đầu là sehr geehrte Frau hoặc là sehr geehrte Herr. Các bạn chú ý là sau Frau và Herr này thì chắc chắn là các bạn phải sử dụng là Familienname, tức là họ nhé. Và cũng phân biệt như là Liebe và Lieber thì ở đây cũng là sehr geehrte Frau là chữ E và sehr geehrter Herr là chữ ER, là dựa theo nguyên tắc chia đuôi tính từ trong tiếng Đức. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái punkt 1, tức là các bạn cần phải cảm ơn. Bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie kommen. Hãy cảm ơn và trả lời là bạn sẽ đến. Bây giờ để cảm ơn thì có ba cái cấu trúc câu như sau, các bạn có thể học thuộc để viết cho nó đảm bảo là các bạn không bị sai. Thứ nhất là Vielen Dank für Ihre Einladung zum Geburtstag. Hoặc là Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung zum Geburtstag. Hoặc là Ich danke Ihnen sehr für die Einladung zum Geburtstag. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong cái mục Bedanken Sie sich. Tiếp theo thì bạn sẽ nói là bạn đến. Rất đơn giản thôi các bạn ạ. Ich komme sehr gern zu Ihrer Feier. Tôi rất là muốn đến cái bữa tiệc của ngài.
hoặc là các bạn nói Ich freue mich sehr, tôi rất là vui mừng, trông chờ, kiểu như vậy. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phương thứ nhất là cảm ơn và nói rằng bạn sẽ đến. Tiếp theo ở phương 2, Informieren Sie sich, dass Sie jemanden mitbringen. Bạn hãy thông báo với người chủ bữa tiệc là bạn sẽ mang theo một ai đó. Thì trong này viết rất là đơn giản, mình chỉ cần nói là Mein Mann oder mein Freund kommt auch mit. Nếu như bạn là nữ, còn nếu như bạn là nam thì bạn có thể viết là Meine Frau oder meine Freundin kommt auch mit. Tất nhiên là cũng có nhiều cách khác viết nữa, nhưng mà mình muốn hướng dẫn những cái cách đơn giản để cho các bạn có thể dễ dàng sử dụng được và vẫn hoàn toàn đúng. Sau đó đến punkt số 3, các bạn cần phải hỏi đường đến nhà ông sếp. Fragen Sie nach dem Weg. Hãy hỏi đường. Thì các bạn nhớ là ở đây chỉ là cái ví dụ thôi, không phải là trong thư nào các bạn cũng phải hỏi đường. Nhưng mà các bạn có thể sử dụng mẫu câu là Könnten Sie mir sagen? Ngài có thể nói cho tôi biết. Sau đó đến một cái câu hỏi. Ở đây thì cụ thể là các bạn hỏi đường, cho nên mình sẽ hỏi là Wie ich zu Ihnen komme? Könnten Sie mir sagen, wie ich zu Ihnen komme? Soll ich mit dem Bus oder mit der U-Bahn fahren? Hoặc là ich möchte Sie gern fragen, wie ich zu Ihnen kommen kann. Könnten Sie mir bitte den Weg beschreiben? Tôi muốn hỏi ngài là làm cách nào để đi đến nhà của ngài được, và ngài có thể mô tả cho tôi con đường được không? Kết thúc thư thì các bạn có thể viết là Vielen Dank, bởi vì ở trên bạn vừa mới nhờ ông sếp là cả đường cho mình đúng không? Và đến cuối thư thì các bạn sẽ chào là Mit freundlichen Grüßen và ký tên cả họ lẫn tên. Ví dụ như là Anna Müller. Đây là cái ví dụ của phần 2 mà mình đã viết thành một bài hoàn chỉnh để cho các bạn tham khảo. Này thì mình viết tới 51 chữ, đề bài yêu cầu là từ 30 đến 40 chữ, mà các bạn viết như vậy là hoàn toàn đạt yêu cầu rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúc các bạn thi thật tốt phần thi A2 này nha. Vielen Dank, auf Wiedersehen und tschüss.